Hello các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về một cặp loa cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và đẳng cấp. Thì đây là một cái bản cuối cùng và cực VIP của đời SR4735. Thì dòng SR4735 có các phiên bản sau. Một là 4735 trơn, 4735A. Và đây là chụp cuối nhá, là 4735X. Một dòng loa thiết kế cực kỳ sang trọng, đẳng cấp và chuyên nghiệp nhá. Nó là thùng gỗ cao cấp và sơn sần nhựa. Đấy, thùng gỗ nhá, cao cấp và sơn sần nhựa. Thì dòng này nó có vẻ đẹp, cực kỳ sang chảnh và bắt mắt bác nhá. Tức là có thể các bác dùng lâu ngày, muốn vệ sinh chỉ cần lấy cái rẻ lau nhẹ qua là sạch anh nhá. Thùng gỗ. Thì đấy là chụp cuối. Thứ hai, dòng loa này là sự hiện hữu 3 đường tiếng. Một là bass 40 từ 220 qua 100. Đấy. Và một chung 20 và một ép kèn. Thì với dòng loa này nó có thiết kế đặc biệt sau nhá. Giữa cái loa chung và loa tép là nó được lắp trong một cái ống dẫn âm có khẩu độ mà âm là 40 x 60. Do vậy cái thị trường nó tỏa âm ra rất là rộng luôn nhá. Và có thể nó đi càng xa thì cái âm thanh nó tỏa ra càng lớn. Khi nói về loa Mỹ cái đời này thì đầu tiên là tiếng bass nhé. Đời 4 số tiếng bass đánh rất uy lực, mạnh mẽ và mềm mại. Bác nghe có vẻ bác đứng sắt loa khoảng cách 5 mét là như nhau, tức là nó không sự thay đổi về âm thanh. Đấy. Thì đó là cái tạo lên một cái gì đó thương hiệu và đẳng cấp của Mỹ. Bass còn đẹp nhá, loa này chả zin tuyệt đối bác luôn. Đấy, bass 4 số. Đời A thì nó là tem đỏ đấy, nhưng đời X nó là tem đen. Đấy. Từ 22 còn 100 và một chung chung ấy nó làm thun bên trong kia. Anh nhỉ? Rất là sâu nhá. Do vậy cái lời đấy nó giống như kiểu rót cái đèn pin ra đi xa ấy. Tiếng hay và tép phải nó rất là lại, tép Mỹ nó là cù rồi, đúng không? Tép Mỹ nó le keng rồi. Đấy. Thì bác có thể nghe rất nhỏ rất hay. Thì dòng loa này nó chơi được rất nhiều các nhiệm vụ như là bác chơi nhạc sàn, nhạc remix, nhạc zumba, trữ tình, quan họ. Nó thiện rất tốt là các giải như bass trong thép. Bởi loa 3 tiếng thì được nhà sản xuất sẽ phân bố ra, tức là cái bass dưới này nó làm nhiệm vụ là bass sâu và bass cao. Còn đây này nhiệm vụ là trung thôi nhá. Từ trung thấp đến trung cao. Và cái thép này là giải cao. Như vậy nó khi nó phối hợp với nhau rất tốt thông qua hệ thống phân tần cao cấp của Mỹ. Mà nhìn này, loa đẹp. Đấy. Thì cái loa này cái thời điểm đắt vào nó lên tới khoảng 55 triệu, đúng không? 55 triệu. Đấy, như hôm nay em sẽ bán cho bác một cái đôi loa này với giá khuyến mại cũng như là để xả mà nhà xả đôi loa này đi, bởi vì thu hồi vốn. Con này nó là SRX series SR4735X nhá, hỗ trợ hai cổng vào, được sản xuất tại Made in USA. Đấy, đôi này chỉ là ở Mỹ thôi, 8 ôm, rất đẹp luôn nhá, sơ si còn đen nhánh mông liễu này, bắt sáng này. Đấy, những cái hạt nhựa nó rất là đẹp luôn nhá. Một đôi duy nhất thôi nhé, không có nhiều. Đấy, có đúng một đôi thôi. Một đôi duy nhất thôi, không có nhiều nhé. Thì đôi này em sẽ bán cho bác cái giá vô cùng êm đềm, có thể rẻ như ở Trung Quốc thôi nhé. Đẹp xuất sắc, zin tuyệt đối. Giá là 48 triệu đồng thôi nhé, 48 triệu đồng. Đấy, giá này là chưa có ship thôi nhé. Đấy, tại nhà, bác nghe ấy. Tiếng rất hay. Bao phòng rộng tới 70-80 vuông thôi nhé. Nhiều bác hỏi kép như nào thì em có thể gợi ý cho bác nhá. Em này, nếu như bác muốn gắt chuyện gói thì bác chỉ còn để 2 kênh hoặc 4 kênh. Nếu bác lắp để 4 kênh thì sau này bác sẽ chuyển xúc. Con đẻ này nó ra một nghĩa một kênh. Em đang dùng 2 kênh. Còn 2 kênh còn lại có thể bác ghép cho một đôi loa lời hoặc là một quả xúc nữa, đúng không? Sau này muốn nâng cấp. Con này thì giá là 12 triệu nhá, để sâu tốt của Mỹ này. Và một con vang S-10 cao cấp dùng 15 câu lạc hậu công nghệ, một lưng tiếng để có thể mình tùy chỉnh trong quá trình nghe nhạc, tăng bass, tăng tép, tăng chung. Đấy, ví dụ thế nhá. Thì con này rất là tiện lợi, có cổng qua Bluetooth, một cổng linh nguồn để quản lý toàn bộ thiết bị âm thanh, tắt bật cho dễ, và một mic DB Audio Nam một lớp nhá. Thì đây là bộ ngoài em hay lắp cho tất cả dòng loa, loa gì đều nhá. Mà nghe thử đây, bản của anh rất là sâu. Đây là không lời, bây giờ mời bác nghe bản có lời nhá. Mời bác nghe bản trữ tình nhá. Rất hay. Ba giải ra nó rất đầy âm thôi nhá, và rộng âm. Thì cứ
cạnh cái dòng loa 4735 ấy nhá. Em còn cặp nó là 4735 đây. Đấy. 4735 sơn, rất đẹp luôn nhá. Thùng này. Cái này xuất sắc luôn. Giá trên 40. Đấy. Một chút thôi nhá. Và những cặp loa như Marlboro đây. Marlboro. Cao cấp của Mỹ nhá, 415. Những cặp loa như 825, 925 thôi nhá. 4733. Và những cặp loa cao cấp mà anh em rất muốn hiểu đây. Con này là 515 thôi nhá. 515 thì em có đời củ nhỏ, củ to. Đấy, củ nhỏ to. Hàng bãi thì hàng bãi nhá. Còn có thảo đôi thứ 7 kia đó. À trước AV. Rồi 115. Rất là nhiều. Anh em nhé, quan sát. Dòng cao cấp như ST 812 em nhé. Quá phê rồi. Ngoài kia là đồng hấp hương lúa mới, bên lũy tre xanh và nghiêng hàng dừa, và đấy là dòng sông ta thương mến, soi bóng chúng tôi những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em. Đây là cặp loa 4725 ấy nhá. 4725 ấy là em của 4735 ấy. Đấy. Đấy. 4725 ấy. 4735 trơn STX 825 thôi nhá. STX 812 905. Rất nhiều loa. Còn nó ngon thôi nhá. Nó bỏ hát chuẩn luôn. 515. Mọi em tin mua sắm phối ghép thôi nhá. Liên hệ với số thoại 0936 583 110. Và nhu cầu lắp đặt bộ hát alo cho em nha. Nhiệt tình chú đáo và cho chị.